Xin chào các bạn, hôm nay tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái phần trong đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất. Thì phần này là nói về phong thủy trong đầu tư chứng khoán. Cái này thì xin nói trước với các bạn, đây là chỉ cái tham khảo để mình nghe tham khảo ha. Cái phần đáp ứng theo yêu cầu một số bạn nói về vấn đề là đầu tư chứng khoán có phong thủy hay trong giống như trong đầu tư bất động sản hay không. Thì mình ở đây một cái tinh thần là trao đổi tham khảo vui để các bạn có thêm một cái nhìn nhận tí xíu về về lĩnh vực là phong thủy. Thì phong thủy là gì? Thì nói với các bạn trước hết là phong thủy là phải nói đi, trước hết là phải nói niềm tin. Niềm tin là niềm tin vào tôn giáo, niềm tin vào thánh, hay là niềm tin vào ở triết học phương Đông hay người châu Á, hay có niềm tin phong thủy. Còn bên châu Âu hay là Bắc Mỹ thì cái này nó hơi niềm tin họ ít hơn thì không phải chút, mà mình phải gọi là phong thủy trước hết là niềm tin. Thì trong đó nó có hai loại, là niềm tin có cơ sở khoa học và một phần là niềm tin không có chứ không chứng minh được, gọi là niềm tin niềm, hơi thiên về mê tín, thể là niềm tin một cách là tin theo chứ không biết là tại sao nó như vậy. Thì đó là trước hết là phải là phong thủy là như vậy. Nhưng mà ở niềm tin nó rất quan trọng các bạn. Không ai hay thành công hay là thành đạt hay giàu có mà mất đi niềm tin. Tôi chỉ thấy những người giàu, lạc quan, vui vẻ, có niềm tin. Còn tôi rất hiếm khi thấy và gần như không thấy những người thiếu niềm tin, tiêu cực, tối ngày suốt tháng tiêu cực mà giàu có mà thành đạt hết. Có nghĩa là cái niềm tin, bất cứ tin vào cái gì, có niềm tin, có tinh thần lạc quan thì chúng ta mới có cơ hội làm giàu, có cơ hội thành công trong bất cứ lĩnh vực gì cũng vậy. Thì đầu tư chứng khoán cũng không ngoại lệ. Thì nói tới phong thủy thì nó có cái ba cái. Một là nó thương thiên thời, hai là cái địa lợi, ba là cái nhân hòa. Đó là cái tổng quan về cái phong thủy. Cái sâu xa của phong thủy nữa là nó là về quản trị. Sâu xa hơn nữa đó là về bình yên cho xã hội, cho nhân loại, và một số những cái mà thiết lập ngày xưa cũng muốn thống trị thế giới hay muốn làm những chuyện đó là cũng thiên cứu phong thủy, nó có đỉnh cao nhất định nào đó. Thì cụ thể các bạn thấy rõ trong cái Tam Quốc Chí, những vua chúa tướng lãnh, những người muốn làm chủ thiên hạ đều nghiên cứu phong thủy. Hay là trong sách Binh Pháp Tôn Tử cũng đề cập rất nhiều về cái yếu tố phong thủy thế này, mà chủ yếu là thiên thời địa lợi nhân hòa thôi. Thiên thời thì thế nào? Thì các bạn đầu tư làm ăn kinh tế thì phải biết nó một cái chu kỳ kinh tế, một cái thiên thời. Không thể nào đầu tư kinh tế, đầu tư chứng khoán, mua bất động sản vào ngay cái lúc 2008 khi cái chu kỳ kinh tế của Việt Nam đi xuống. Lúc đó cứ đem bao nhiêu tiền quăng vào và đầu tư thì cũng chết, cũng lỗ. Đó là thiên thời, đó là thời cơ. Một cái chu kỳ kinh tế ở Việt Nam hay là trên thế giới thường thường diễn ra khoảng 10 năm chẳng hạn. 10 năm đi lên, sau đó 10 năm đi xuống, hoặc là trường hợp là nó đi hơn 10 năm đi lên và hơn 10 năm đi xuống, thì thường nó chu kỳ như vậy. Mà thấy rõ nhất là những chu kỳ của vàng chẳng hạn, từ năm 1970 mấy tới nay là gần như mình thấy vàng chu kỳ 10 năm đi lên, 10 năm đi xuống chu kỳ. Nó là cái thiên thời, cái thời cơ đến. Thì Việt Nam từ một cái nước nghèo hay là thảo vươn lên từ nước trung bình bây giờ tới cái khá giả, thì cái thiên thời, cái thời cơ phản ứng của Việt Nam mình nó có đó. Chính sách vĩ mô cũng phù hợp, cũng phù hợp với một cái thời cơ kinh tế, về thông tin kinh tế mọi thứ, nói chung là cái thiên thời hiện nay, cái thiên thời của Việt Nam rất phù hợp cho đầu tư để làm ăn
khởi nghiệp hay là cũng như đầu tư bất động sản, cũng như đầu tư chứng khoán. Nói chung là thời cơ đã đến. Còn địa lợi thì địa lợi các bạn sẽ thấy rõ nhất trong cái đầu tư bất động sản. À, đây là cái địa lợi. Một cái đỉnh cao nhất, tôi nói các bạn nhìn thấy rõ đỉnh cao nhất trong cái địa lợi của phong thủy là cái kinh thành Triều Đình Huế, hiện nay nó hình thành khoảng 500 năm. Thì vào thế kỷ 16, chúa Nguyễn Phúc Trăng, lúc đó là đàn trong đàn ngoài, thì trong một cái này tôi nói cái tích dân gian ở dân xứ Huế, họ đồn lại kể lại thôi nha. Cái này tham khảo thôi chứ không không tính tuyên truyền, các bạn không có căn cứ, đây là những thông tin chính thì nó tai hại, chỉ có những cái tích mà tai hại. Thì trong một đêm ngủ, chúa Nguyễn Phúc Trăng này mới mơ thấy một cái bà trên trời rơi xuống, đó là bà chỉ ra là phú xuân diệt khả đô đó. Thì cái tin nằm mộng thì sáng hôm sau ổng có cùng quân lính đi vào đất Phú Xuân để tìm đó. Phú Xuân diệt khả đô nghĩa là đất Phú Xuân xây xây đô thì cấm đô thì bất khả diệt đó. Thì rõ ràng ổng tìm đất Phú Xuân là đất kinh thành Huế ngày nay. Và tôi nói một cái phong thủy địa lợi ở đây là các bạn sẽ thấy tại sao là chúa Nguyễn Phú Trăng là chọn là Phú Xuân và đóng đô kinh thành hiện nay. Cái vị trí cái triều đình Huế hiện nay nó nằm gần như trên núi xuống dưới biển, thì nó nằm ngay khoảng giữa, nó nằm rất hay. Trên biển đi lên thì cũng khoảng 20 anh ấy cây số, trên núi đi về nó cũng khoảng bao nhiêu đó. Và ngay cái nhánh sông Thương và sông Bồ, những cái đoạn sông nó có cái đoạn sông nó chảy ngang qua thành rất là đẹp. Và phía bên bên trong nam đất Thuận Hóa thì nó là đèo Hải Vân Quan là một kỳ quan của cái cách trở ngang sông. Lúc đó người ta còn có cái câu là đi bộ thì sợ hải hải vân, đi thuyền thì sợ sóng thần hang dơ, tức là những người sống sót sau khi vượt từ Bắc vào Nam hay là từ Nam vào Bắc, vượt qua cái đèo Hải Vân này khả năng sống sót rất là thấp. Đi thuyền thì sóng ở biển nó dập vào và những cái hang dơ nằm trong hốc đá trên trên cái vùng Hải Vân. Còn đi bộ thì lúc đó rừng núi chưa có đường xe lửa, đường ô tô như bây giờ, thì các bạn biết là thấy các em 500 600 năm thì đi bộ hoặc như vượt qua cả Hải Vân hết. Đây là một cái phong thủy án ngữ phía trong Nam của kinh thành Huế, và phía đằng sau lưng để chống lại cái phía Bắc bên ngoài thì nó gọi là đèo ngang của Quảng Bình. Và kinh thành Huế chọn ngay phía giữa, phía trước phía sau đều có những dãy núi án ngữ rất là. Và một đặc điểm tôi nói phong thủy ở một cái địa lợi ở kinh thành Huế, các bạn biết đứng trên cái ngọ môn trong kinh thành nhìn ra phía sông Hương, thì chính diện của cái kinh thành là cái phong thủy, nó là núi Ngự Bình. Tức là gọi là thiên trấn trấn giữ phía trước cái kinh thành đó, là núi Ngự Bình. Cái núi này nó bằng, nó hình thang cách kinh thành Huế khoảng 4 5 cây số phía trước, nhưng mà các bạn đứng trên kinh thành mới nhìn ra. Rồi bên phải bên trái kinh thành Huế, hai bên cái gọi là mình gọi là hai bên cái núi Ngự Bình đó, thì nó có gọi Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, hai cái này gọi là cũng là hai cái núi nhỏ đó. Như vậy là rõ ràng trong phong thủy kinh thành các bạn cũng rất là kinh điển, một cái phong thủy mà các bạn thấy rất là thuận lợi. Sông nước của cái vùng trong đó người ta chọn cái địa thế là gọi là, nếu mà gọi là phong thủy địa hình thì rõ ràng nó là cái một. Thì đây cái địa lợi, tôi nói địa lợi như vậy để nói các bạn thấy là trong kinh doanh bất động sản, cái địa lợi họ để lên hàng đầu. Bạn nào kinh doanh có làm mua bán bất động sản hay là làm môi giới nhà đất thì sẽ rõ ràng càng am hiểu về địa lợi, càng rành về phong thủy về địa lợi thì các bạn sẽ môi giới bán nhà đất rất là hiệu quả. Thì nó địa lợi gồm có nhà hướng đông, hướng tây, nam bắc, tất cả đấy. Rồi ngay cảnh xây dựng nhà thì tại sao người ta làm nhà cửa bốn cánh, phải phải về rộng là cửa là bốn cánh là 2m633, chiều cao của cái cửa trước cửa chính là phải là 1m97, không làm ấy, đó là theo một cái thước của lưu bang, gọi là thước âm dương, cái thước của ông mấy ông thợ mộc đầu. Như vậy thì bây giờ tại sao lại có cái thước đó? An toàn là
Tức là nói tiếp cái địa lợi trong trong chứng khoán. Thì cái phần địa lợi trong chứng khoán thì tôi thấy rõ ràng ở đây là cái địa chính trị của thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang tốt. Thì các bạn ở trên thị trường chứng khoán có nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, nhưng mà riêng thị trường chứng khoán Việt Nam 2 năm 3 năm tới là rất tốt. Ví dụ là 2016 kinh tế chỉ tăng 6,4% thôi, nhưng GDP của Việt Nam có 18%, nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam tăng gần 17%, 16,8%. Nó chỉ có VN-Index. Và sang 2017 thì đến giờ này nó đã tăng là đến mấy tháng giữa tháng 9 rồi, thì chỉ số VN-Index đã tăng gần 20%. Thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam là nó tốt, có một cái địa thế nó tốt. Rồi cái địa thế ở đây trong cái lợi thế của doanh nghiệp, của ngành nghề kinh doanh, của sản phẩm. Chúng ta là nước nông nghiệp xuất khẩu nhiều những ngành nghề thủy sản, rồi có bờ biển dài, một số cái ngành nghề logistics, đó là những cái địa thế và cái lợi thế cho cái doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành nghề đó. Đó là lợi thế của doanh nghiệp và của cái địa thế. Thì nói chung cái này thì nó không thể hiện địa thế lợi thế của doanh nghiệp, thì nó đi sâu vào từng doanh nghiệp, nó sẽ có những cái địa thế. Còn tổng thể cái địa thế lợi thế của cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó đã có chung chung tổng thể rồi. Thì tôi không nói sâu vào này, tôi chuyển qua một cái phần thứ ba là cái phần nhân quả. Đây là cái phần quan trọng nhất trong cái gọi là phong thủy đầu tư chứng khoán. Tôi sẽ tạm gọi cái cuộc nói chuyện tham khảo trao đổi này là phong thủy. Thì đây là cái phần quan trọng nhất, các bạn chú ý cái phần này. Cái nhân hòa là nói đến con người ha, thì định nghĩa đen của nó là nhân, nhân là người, hòa là hòa thuận. Con người có hòa thuận, có hòa hợp hay không? Đối với thị trường chứng khoán thì con người là con người nào? Thì ở đây tôi đầu tư lâu năm, kinh nghiệm rút ra có mấy cái nhân quả. Một là cái bên trong, cái nhân quả bên trong, cái bên trong, cái nội tại. Thì cái này bên trong và nội tại là nói đến bản thân nhà đầu tư, người đầu tư. Thì nó gồm có kiến thức của nhà đầu tư, những cảm xúc chi phối của nhà đầu tư, cái tính cách của nhà đầu tư, đầu tư lướt sóng hay là đầu tư giá trị, đầu tư phát triển, tăng trưởng hay là đầu tư đầu cơ. Tất cả những cái này là nội tại bên trong bản thân nhà đầu tư. Đó. Còn bên ngoài là nó nhà đầu tư không 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 chi phối được, không có điều khiển được, là gồm nó lãnh đạo doanh nghiệp, đạo đức lãnh đạo doanh nghiệp, tài năng của lãnh đạo doanh nghiệp, rồi một số đội nhóm, đội lái, nó nhập, tức là những con người nó làm nó tăng giảm cổ phiếu ở đây bên ngoài. Thì bên trong tôi nói sâu về cái nhân hòa bên trong đối với các bạn nhà đầu tư. Ở đây cũng có nhiều bạn mới đầu tư, thì tôi nói xem cái nhân hòa bên trong, rất là cái phần kiến thức của nhà đầu tư nó rất quan trọng. Đó. Các bạn không có kiến thức thì các bạn không thể đầu tư thắng, các bạn không có niềm tin thì các bạn khả năng thắng rất thấp. Nếu đã có kiến thức rồi thì các bạn tự tin là mình sẽ thắng thì nó dễ. Tôi ví dụ cụ thể, các bạn không có kiến thức, không có khả năng đua xe công thức 1, nhưng mà các bạn nhảy lên đua xe chung với là Schumacher công thức 1, thì khả năng bạn thắng đối với Schumacher là khả năng là nó rất hiếm. Hay là các bạn là không có khả năng đá bóng, là kiến thức đá bóng, trình độ đá bóng mình rất yếu, mà đá chung với Ronaldo hay Messi thì các bạn thắng Ronaldo hay Messi về bóng đá, là các bạn chuyện đó là rất hiếm rồi. À, thì trong đầu tư chứng khoán không vậy. À, Warren Buffett đã từng nói rủi ro là các bạn không biết bạn đang làm gì. Nhưng mà bạn đầu tư chứng khoán và kiến thức chứng khoán bạn không có, kiến thức tài chánh bạn không có, thì rủi ro quá đi chứ không phải. Nhưng kiến thức thì làm sao các bạn mới đầu tư, các bạn mới vào nghề có kiến thức bằng những người đã đầu tư 10 năm, 20 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam
bắt đầu giao dịch chính thức là khoảng 8 năm 2000 đến nay, nó hơn 17 năm. Như vậy thì làm sao các bạn kinh nghiệm bằng những người đầu tư đó? Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách đi rất là nhanh. Hiện nay trên thị trường chứng khoán gần 1.500 cổ phiếu, hơn 1.400 cổ phiếu trên ba sàn niêm yết. Những người đầu tư lâu năm, người ta nghiên cứu gần 1.500 cổ phiếu, nghiên cứu thị trường, rồi nghiên cứu phái sinh, nghiên cứu. Còn mình mới đầu tư 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm thì mình sẽ có cái hướng đi riêng của mình. Tôi không có thời gian để tôi nghiên cứu hết 1.500 cổ phiếu trên sàn, hay là tổng thể thị trường chứng khoán phái sinh, hay là mặc kim tất cả. Nhưng mà tôi nghiên cứu một vài cổ phiếu thôi thì cái lượng thời gian của tôi đủ để tôi thắng. Tôi đưa ra một cái ví dụ các bạn mà rất là giật mình. Đối với một bạn đầu tư chỉ một vài cổ phiếu thôi, từ đầu năm 2017 đến nay, bạn nào đầu tư 1 đến 2 cổ phiếu suốt từ đầu năm 2017 đến nay, không nhảy sang cổ phiếu khác, thì gần như 99% bạn đó thắng. Bất chấp thị trường lên hay xuống, mà thậm chí tôi nói các bạn là thắng, thắng dày ăn nhiều luôn. Đó. Rất nhiều bạn mua cổ phiếu CVT từ đầu năm đến nay, hay là cổ phiếu Hòa Bình HBC từ nay, hay là cổ phiếu Contactcon, hay cổ phiếu Vinamilk, hay với hàng trăm cổ phiếu cái đó các bạn giữ từ đầu năm đến nay, có thể lướt sóng cũng được, vô luôn ra đúng lúc, thậm chí sai nhịp cũng được, nhưng giữ một cổ phiếu từ đầu năm đến nay chắc chắn các bạn sẽ lời. Còn bạn nào giữ nhiều cổ phiếu, mua cổ phiếu này bán cổ phiếu kia, cái đó là tôi không đảm bảo, tôi không biết. Đó. Như vậy thì bây giờ những nhà đầu tư trên 17 năm kinh nghiệm từ khi có thị trường chứng khoán Việt Nam, hay là những cái đồ nhóm đó, nhưng mà họ đang theo dõi 300-400 cổ phiếu thì chưa chắc họ hơn bạn giữ một cổ phiếu và theo dõi suốt một cổ phiếu trong 5-7 tháng qua. Đó là cái vấn đề. Chúng ta đi sau đi trễ thì chúng ta có cách đi riêng, đi trong con đường hẹp mà không có người đi. Bạn nghiên cứu suốt một mã cổ phiếu là BNG, Haligoji từ 5-6 tháng nay, giữ một mã suốt. Các bạn mọi động thái, những cái tin tức ra nhỏ rồi đọc, các bạn chữ 1-2 mã thì các bạn đọc báo cáo tài chính, thậm chí nó 30 trang cái báo cáo tài chính các bạn cũng đọc hết. Còn các bạn giữ chừng 10 cổ phiếu, hay là những nhà đầu tư tư vấn môi giới trên sàn họ theo dõi chừng 300 cổ phiếu, thì tôi đảm bảo các bạn đọc hết những cái báo cáo đó, tôi đảm bảo môi giới không môi giới nào đọc nổi, và chắc chắn họ sẽ không đi sâu bằng các bạn giữ ít cổ phiếu. Đó là cái nhân quả số 1 mà các bạn phải nghiên cứu kỹ chỗ này để chúng ta không có đủ thời gian, không có kinh nghiệm gì thì chúng ta tập trung trong cái phạm vi hạn từ từ, khi đủ lực, đủ thời gian, đủ kiến thức, đủ chuyên môn, đủ trình độ, chúng ta sẽ mở rộng ra, nghiên cứu rộng ra. Đó là cách. Còn mới vào nghề thời gian rất ngắn mà nhảy lung tung từ cổ phiếu này sang cổ phiếu kia, kiểu như nó đầu cơ đỡ casino, cái món gì cũng có, thì chắc chắn các bạn phải trả học phí rất rất cao trong giai đoạn đầu. Cái nhân quả bên trong thứ hai mà tôi nói đó các bạn, đó là cái nhân quả bị cái cảm xúc chi phối. Tất cả Warren Buffett hay tất cả những nhà đầu tư lớn quản lý những cái quỹ lớn ở phố Wall đều có chung một cái nhận định rằng các bạn không chi phối được cảm xúc của các bạn thì bạn rất khó thành công trên thị trường chứng khoán. Đó là chắc chắn rồi. Không quản trị được cảm xúc của mình, không quản trị được tài chính cá nhân của mình, không quản trị được lệnh mua lệnh bán của mình, không quản trị được những cái động tác enter hay gõ bàn phím của mình khi thị trường tăng giảm, thì các bạn không nên đầu tư chứng khoán. Không nên, chắc chắn sẽ bị thị trường chi phối và xa lỗ. Mà ngay thị trường thì có chứng tâm thần này, có thể lúc lúc điên điên cùng cùng, khi mà cảm hứng hưng phấn thì càng ngày thị trường dâng cao, còn khi mà quể quải thì ngày thị trường bán đổ bán tháo. Đó là các bạn phải quản trị cho được cảm xúc của mình mới thành công được trong đầu tư chứng khoán. Khi thị trường giảm thì phải bình tĩnh xem xét nó giảm vì lý do gì, cổ phiếu của mình có giảm hay không, cổ phiếu của mình có ảnh hưởng hay không. Rồi khi tăng
Đó là cái các bạn nên 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 xem xem xét kỹ và quản trị cảm xúc của mình. Rồi tôi nói tiếp một cái nữa là cái nhân quả bên ngoài. Nhân quả bên ngoài tức là nói tới đạo đức, tài năng, đức độ, tài đức vẹn toàn hay không của lãnh đạo doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết của một số nhóm đội lái, những nhóm thế lực lớn điều khiển cổ phiếu. Câu đó thì các bạn, cái này bên ngoài các bạn không chi phối được, nhưng các bạn có quyền biết, có quyền tìm hiểu nó và tránh. Tôi nói mấy cái để các bạn tránh. Một là tuyệt đối không chơi những cổ phiếu, thậm chí loại ra khỏi danh mục những cổ phiếu mà có lãnh đạo lướt sóng cổ phiếu, đánh võng cổ phiếu. Đó. Ra kết quả kinh doanh tốt thì đánh võng mua cổ phiếu lên, mà khi làm ăn xấu thì đánh võng đi xuống cổ phiếu này và bán ra cổ phiếu bỏ lãnh đạo, trong đó quan trọng nhất mấy cái vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc và một số cái đội nhóm đánh võng cổ phiếu đánh lái lên xuống, cái đó các bạn là nó có can thiệp vào cái lãnh đạo của doanh nghiệp được hay không, nó có lên có thông tin mua bán từ những cái kết quả kinh doanh biết trước, những cái rồi có điều kiện của trước thì lãnh đạo doanh nghiệp đánh rộng với cổ phiếu các bạn nên nghe ra. Thứ hai là cái lãnh đạo doanh nghiệp nó có cái đầu tư mua sắm tài sản nhiều hay không mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể kiểm soát được. Một doanh nghiệp lãi rất nhiều nhưng năm nào cũng đầu tư khối lượng tài sản rất lớn, nó đầu tư nhà xưởng máy móc cơ sở tài sản rất lớn, nhưng những cái tài sản này mua sắm hay là đấu thầu nhà đầu tư nhỏ lẻ, cổ đông nhỏ lẻ có kiểm soát được hay không, họ chiết khấu lại cho lãnh đạo doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm đó, trong khi cái cổ tức chia cho cổ đông nhỏ lẻ là không cao. Đó, các bạn chú ý cái đó. Cái thứ ba nữa là các bạn cũng nên loại ra luôn là lãnh đạo doanh nghiệp không có tôn trọng cao lắm nhà đầu tư, khi những doanh nghiệp rủng rỉnh tiền trong túi, những doanh nghiệp có thể là những doanh nghiệp đầu ngành, những doanh nghiệp là làm ăn rất tốt, chiếm lĩnh thị trường rất tốt, nhưng cổ phiếu giá cổ phiếu không cao, lý do là họ không cần tiền của nhà đầu tư, của cổ đông lớn, họ có đủ uy tín trình độ để họ huy động trái phiếu lãi suất thấp hơn, và do đó họ trả lãi suất thấp hơn, thì đó là những cổ phiếu các bạn sẽ thấy rất nhiều cổ phiếu trên thị trường là làm ăn rất tốt, lợi thế rất tốt, nhưng giá cổ phiếu không hơn thấp, và thường thường cổ tức đối với doanh nghiệp này là không cao, có thể là chiếm đầu ngành, chiếm đầu thị phần, chiếm đầu những cái lĩnh vực rất là hoành tráng, nhưng giá cổ phiếu không hơn do chính sách của doanh nghiệp ưu ái lắm với nhà đầu tư đó, thì cũng chúng ta cũng không nên là tìm kiếm những doanh nghiệp của chúng ta. Thì trước đây tôi cũng có thì làm một cái clip để nói về những nhân vật của là chủ tịch tổng giám đốc là anh Hùng Lao Động, thì những nhân vật này đó là họ đam mê công ty, đam mê nghề nghiệp, đam mê cái đeo đuổi cái sự nghiệp họ đang làm, cái nghề nghiệp đó là vì doanh nghiệp, vì tập thể cán bộ công nhân viên, vì gì đó họ đam mê họ làm, chính từ đó họ trở thành những anh hùng lao động. Và các bạn coi lại những clip tôi làm cách đây gần một năm thì những nhân vật đó hiện nay có những người đã từ bỏ công ty và về hưu, hoặc là vì lý do nào đó họ không làm lãnh đạo công ty nữa. Thì các bạn xem cổ phiếu của những doanh nghiệp đó, khi cái nhân vật này còn đang làm thì nó giá 80-90 ngàn, hiện nay nó còn chỉnh trên dưới 30-40 ngàn, lý do là những doanh nghiệp khác có mà mua đặt được những cổ phiếu, do những nhân dân vật đã hùng xuất chúng lèo lái cái doanh nghiệp đó. Thì đó là những cái mà nhân vật là quan trọng nhất. Thì trong cái 7 tiêu chí chọn cổ phiếu đầu của Warren Buffett hiện nay mà những nhà đầu tư cần phải nghiên cứu, một là doanh thu và lợi nhuận, hai là
lợi thế cạnh tranh 3 mở rộng thị trường, 4 là nợ, 5 là tỷ suất sinh lời, 6 là đầu tư tài sản, 7 là đạo đức lãnh đạo doanh nghiệp, tài năng lãnh đạo doanh nghiệp, đội ngũ nhân sự, công ty nhân sự từ nhân viên cho tới lãnh đạo đội nhân sự, nói chung là nhân hòa ở trong doanh nghiệp là mình của nước, thì ông đưa vị trí thứ bảy. Nhưng ở Việt Nam mình, các bạn nên ưu tiên cái này là số 1, chọn cái này trước, hoặc là số 2, hoặc là chọn doanh nghiệp tăng trưởng tốt rồi xem xét tới cái yếu tố này để quyết định. Đó là nhân hòa trong chứng khoán, các bạn lưu ý cái đó. Hai cái, một là nhân hòa bên trong các bạn có thể điều khiển được, hai là nhân hòa bên ngoài các bạn có thể né được. Nhưng bên trong thì các bạn sẽ học tập để quản trị nó, và bên ngoài là né đi. Chúng ta trên sàn có gần 1.500 doanh nghiệp, 1.500 cổ phiếu, sẽ có những cổ phiếu mà nhân hòa sẽ đáp ứng được. Còn những cổ phiếu mà nhân hòa nó không tốt thì nó có lãi, những lợi nhuận cao thì cũng kệ nó, chúng ta biết để chúng ta xem, còn chưa chắc thì nó mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Nếu mà doanh nghiệp là mang tốt mà cái nhân hòa ở trong doanh nghiệp đó không tốt đó, thì đây là những cái tham khảo, những cái bàn luận để các bạn có như một thông tin, có một số cái để cái định hướng cho đầu tư cho mình. Tôi nhấn mạnh là quan trọng nhất là nhân hòa bên trong, các bạn phải tự trau dồi kiến thức, nâng cao cảm xúc, quản trị bản thân đó. Rồi nhân hòa bên ngoài là đó, là cái còn cái niềm tin không có cơ sở về những cái phong thủy về chứng khoán khác, tôi không nặng bạn ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.